Rồi, em chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Nam lên video ngày 11 tháng 12 ha. Số điện thoại liên hệ bên em là 0334830843. Rồi, đơn hàng trên 300.000 em miễn phí ship, chuyển khoản, thanh toán là chuyển khoản. Khách hàng mới thì cọc cọc hoặc chuyển khoản giúp em ha. Giao dịch lần đầu. Rồi, Nam lên ít đồ dụng cụ. Đây này, có mấy cái đồng hồ này, với lại một con kéo cắt ống size rất là khủng, size 64 62 cắt ống nước ha, với hai con máy dạng làm đẹp cơ thể, massage sóng siêu âm của nội địa Nhật ha. Để em quay chi tiết cho mọi người xem nha. Em dọn trống trống nè, dễ giới thiệu ha. Rồi, đầu tiên số 1, một con dũa. Con này con liếc, dạng nó liếc dao, liếc liếc dao bằng sứ nha, sứ của Nhật nè. Nó là bằng cây nguyên cây sứ luôn nha mọi người. Đây, hình dáng nó thì nó có một mặt phẳng nè và một mặt tròn. Rồi, chiều dài nó là 24 cm. Cái lưỡi đá này nó dài được 14,5 cm ha. Đường kính cái lưỡi này là 13 mm. Rồi, mã số 1, 200.000. Cái đá này nó rất là mịn nha. Đá này mình dùng liếc cái dạng là nước cuối. Khi mà mình mài lại dao á, mình liếc cái nước cuối ha, cho nó nhẵn cực kỳ là sắc luôn. Đó. Thì mình dùng tới cái này. Nó mịn mà nó láng e luôn ha, mình rồi mình không cảm nhận được đâu, nó bằng sứ. Số 2, một con Levo của Nhật, Made in Japan ha. Của đây. Hãng là Ibushi đến mình. Đây, Made in Japan này. Nó cân được Levo ha, hai nước, đó, hai hướng. Và đế nó bằng nhôm ha, đế nhôm. Rất là nhỏ gọn nè. 10 cm thôi, rất là nhỏ gọn. Rất là cần thiết để mình, ví dụ như mình kê tủ bàn đồ này kia ha, mình cân nó lên là mình biết cái có nghiêng hay không, hoặc là mình treo bức tranh rồi mình cũng xài này, khoan khoan tường đồ đó, treo đồ làm kệ này kia, cân nó lên mình biết. Mã số 2, 100.000. Rồi, tiếp theo một con này là đồng hồ so của Nhật nè, Made in Japan. Con này còn rất là đẹp luôn, rất đẹp nha mọi người. Thiết kế nhỏ gọn nữa chứ nè, rất là nhỏ gọn, rất đẹp, độ chính xác thì khỏi nói luôn nè. Đó. Kim không lệch tí nào hết. Đây, mức đo cho phép nó là 1, 2, 3, 4, 5 mm ha, 5 mm. Độ chênh lệch nó là được 5 mm ha. Mà quay được nè, đó. Khi mình sử dụng mình quay nó về không, quay ngay cái kim ha. Rồi, nó mà nhúc nhích xíu, xíu là mình thấy liền đó. Đây, cái từ không, cái số này là 1 mm nè. Cái đồng hồ phụ dưới nè, nó chỉ 1 mm, 1 mm nè. À, 1, 2, 3, 4, 5 ly nè. Rồi, con đồng hồ rất là nhỏ gọn. Đây, kích thước nó
khoảng 4 cm ha, cái mặt đồng hồ. Tổng chiều dài nó là cỡ gần 7 cm. Của nội địa Nhật ha, mã số 3, 550.000. Và số 4 một con, cái này cái gì em cũng không biết nha, em hành lý 150. Đó. Thấy nó còn nguyên đẹp. Vô nguồn lên điện nha mọi người. Những cái này chỉnh ra không biết nó thấy nó ra điện. Em có cắm thử là nó ra điện 20 khoảng 28V thôi. 28V. Nó tầm nó trên lệch khoảng 26 28V thôi. Ở đó đó. Đây. Công tắc nè, đèn cháy nè ha. Đây là cái lỗ điện ra nè. Đồng hồ đo nè. Rồi. Đây, giờ nó lại lên hơn 30V. Vậy là chỉnh xuống nó sẽ xuống thôi. Em chỉnh coi. Đó, nó tụt xuống đó. Đấy đấy. Nó tụt đây mọi người. Đó. Nói chung là nó dường như là nó chênh lệch 1-2V nè ha. Nó rơi vào tầm là điện ra là 30V ha. Điện ra AC 30V. Điện vô là 100V ha. Đó. À, trên đây nó để cái gì RPM gì đó. Không biết nó vô máy gì luôn. Ở đây nó có để 50 độ C gì nữa nè. Giống như cái điều tốt vậy đó. À, để 100 GPM nè. Là vùng tua. Rồi nó vậy ha, nó còn nguyên vậy. Điện nó ra vậy ha, bác nào biết dùng vô gì thì xử lý ha. Rồi 150.000. Mã số 4 nha. 150.000. À, số 5 là một cây cân treo của Nhật. Đây em về tiếp cây cân. Cân này cân 10 kg nha. Dòng này 10 kg rất là ngon nè. Nó thông dụng cho mình xài. Nó vừa xài nhá. Cân này câu cá là hết ý luôn. Rất là nhỏ gọn nha, nè, bỏ túi luôn. Đi câu cá. Cân nội địa của Nhật ha, là so thì khỏi bàn luôn. Rất là bền và nó chính xác. Rồi này là tối đa 10 kg. Mức chia nhỏ nhất là được 100 gram đây, 100 gram một vạch đó. 1 kg là 10 vạch nè. Rồi, tình trạng khá là đẹp luôn. Đây. Rồi con này mã số 5 nha, 350.000. Rồi một con kìm mở phe của hàng KTC. Đây, KTC còn rất đẹp luôn. Kìm mở phe KTC nha. Tàu này là nó khoảng 1 ly ha. Cỡ đó. Đây, 1 ly nha mọi người. Cái kim để mở nè, 1 ly ha. Rồi, tổng chiều dài nó là 16 cm, 17 cm.
nó mở là mở phe này là phe ngoài nha mọi người, phe ngoài ha. Rồi mã 650 ngàn. Một con F code của hàng đây. Hãng Nhật ST 300. Con F code này là nó F code dạng code giống như xe máy nè. Đây. Bác nhìn cái lỗ code nè. Nó có để thông số đây nè. Để bác xài thì mình nhìn biết ha, biết thông số này ha. Thông số đây nó ghi là 0.3 đến 0.75. Bên dưới là 1.25 đến 2.0 ha. Rồi, hoạt động thì nó hoàn hảo luôn. Tình trạng rất là đẹp mới nè. Cái sơn chữ còn nguyên luôn. Ở đây là nó có cái cữ đó mọi người, cái cữ của nó, cái cữ để mình đúc vô nó tới đây thôi. Cái này xài một tay được luôn nè, không có bự lắm. Nó có cái nút để mở khi mà bị kẹt nha mọi người, mở đây nè, bị kẹt. Mã số 7 400 ngàn ha, cái kìm ép cốt. Kích thước nó là 23 cm. Rồi chốt dây điện dây 2.0 nè, em về cây dây 2.0 nữa nè. Lưỡi ok, bén. Trong kìm này rất là bền, rồi xài rất là bền. Kìm. Đây, chốt khử cái cọng dây này. Rất là nhẹ nhàng nha. Ở đây mọi người có thể tận dụng để cắt được nha. Nè, nó có một cái lưỡi thẳng bên trong nè. Một khúc sát bên trong này thẳng nè. Mọi người có thể cắt dây luôn nha. Dây vừa nó thôi, chứ dây to quá thì không được đâu. Đó. Đây, rất là đẹp nha. Rồi, cái thông số của con này là nó chuốt được dây từ 2.0 trở xuống ha. To nhất là 2.0, 1.6, 1.2, 0.5 đó. Của hãng và sale của Japan ha. Kìm này thì xài rất là bền. Đó. Rồi, mã 8 nha. 250 ngàn. Rồi con kéo carton của Nhật, hãng Mitsubishi. Đây, Mitsubishi nha. Nội địa Nhật. Cắt ok. Có ton để thử, em thử miếng giấy này. Cắt rất là ngọt này. Đó, cũng như miếng ton vậy nè, mình cắt cái tay mình nó sẽ cao lên vậy nè, nó không bị đụng, bị cấn với miếng ton ha. Cái lưỡi nó thiết kế nó tính rồi ha, cong lên. À, cây này là 24 cm ha, mã số 9 300 ngàn. Rồi cái con vòi vòi xịt hơi của Asada, Asaba Japan, Made in Japan sản xuất ha. Con này nhìn rất là hầm hố, à nó có cái chỉnh chỉnh lượng khí đây luôn nha.
Alo. Alo nghe. À, rồi em giới thiệu tiếp cái cây này là Asaba ha, của hãng nội địa Nhật Made in Japan. Đây nó có cái van chỉnh áp ở đây nha mọi người. Mọi người có thể chỉnh nè. Nó có sẵn vậy cho mình chỉnh luôn, mình muốn xài mạnh hay nhẹ chỉnh đây luôn. Hoạt động ok ha. Kín hơi. Đây là cái lỗ khí. Và cái mấy cái lỗ nó xung quanh này là nó để nó tăng áp. Chức năng của nó là tăng áp ha. Khi nó hút nó thổi ra này nó sẽ hút vô mấy bằng cái lỗ này, hút phụ vô. Nó sẽ tạo một cái luồng khí nó mạnh hơn. À, đây là vòi thông dụng, đầu đầu hơi thông dụng luôn, có sẵn. À, cái này kích thước 24 cm. À, đường kính cái vòi này 4 phân lận ha, 4 cm luôn. Có cái bét ở đây khoảng 1 mm thôi, tầm 1 ly. Rồi mã số 10, 350.000. Một con súng hơi rất là chất, nhìn nó rất là cứng, cứng cáp luôn. Rồi nói về cây này khá là độc, cây này là của đây, của hàng Grab, của Made in Japan Grab. Con này dạng nó cầm thao tác nhanh, đây có thể chạy ra chạy vô này. Cầm một tay, mình cầm một tay mình vặn được nó rồi luôn. Đó là dạng cái mỏ lít răng mình đó. Đây răng hàm thì khỏi chê, tiễn đẹp nè. Đây, rất là đẹp nha. Hàm con này hàm rời nè, rất là cứng. Đây hàm rời vô nè, cái hàm thép nè, rất là cứng con này. Rồi. Con này nó mở đây, coi cái thông số nó. Ở đây nó mở tối đa nè, mọi người có thể xem cái thông số trên cái cây kìm nè. Đây, 1 in 3/4 mồng 2. 3/8 mồng 4. Đó, nó tương ứng với mình chỉnh vậy nè. Đây. Cái đồ hở này nè. Rồi cái này mình có thể kẹp cái đồ tròn cũng được ha, ống nước. Nó chuyên dẫn ống nước. Mình xài một tay nè, đó, mình nói mình dặn. Rất là cứng, bám rất là chắc. Cây này nó cũng dài nữa, cái tay nó có thế.
À, kích thước nó là cỡ khoảng 30 cm thôi. Gần 30 cm. Em 9 cm. À, cái miệng nó để coi mở ra tối đa này. Đây, tối đa nó được nó ngậm được cái khoảng 41 ống 41 ha. Đây. Ống 41. Này mình vặn ống hoặc vặn đồ nặng, vặn ống sắt, ống nhựa đồ hả? Mấy con tán đồ ok hết thôi. À, cái con này mã 11 nha, 600 ngàn. Rồi một con búa. Cây này là búa búa nội bác hay đi cắm trại rồi hay biết. Búa đóng cọc liều ha. Búa đóng cọc. Đóng rất là lực và nó êm. Búa đóng cọc và cái đầu nhổ nữa ha. Đầu này mình sẽ hạ sát đất nè, nạy lên được nè ha, nó rất là nhọn. Búa đóng cọc ha. Con này thì nó full là nó bằng inox nha, đây full inox Nhật. Và cái đầu lên đây là đầu đồng, đầu bằng đồng nè. Đó, kích thước nó nè, 21 cm. Tay nắm bằng mút Eva ha, rất là êm. Rồi, con này mã số 12, 400 ngàn. Đây, cái đường kính của cái búa này nó khoảng 2,5 cm ha. Đường kính đầu búa. Rồi, một con cắt ống nước. Con này size khủng cho mọi người. Con này dạng khủng, hiếm gặp. Của Mary ha. Con này nó mở ống tới, nó cắt được ống tới khoảng ống 61 ha. Ống 60 61 nè. Ống 60. Ống thì nó khoảng 60 ha, ống thì số chẵn. Đây 60. 60 lọt ha. Con này nó bự, khá là nặng và nhưng mà cầm một tay mình ok ha. Nè. Thế nó làm rất là lực, vừa cầm lắm. Này, ngoại hình nó nè. Made in Japan sản xuất luôn nha. Của Mary Made in Japan sản xuất. Rồi, lưỡi nè. Trong hàng này thì lưỡi cũng không xuất sắc lắm, nhưng mà nó vẫn dùng ok nha. Lưỡi zin đó. Cái lưỡi này thì thép nó rất là bén. Thép nó nói chung là mình xài mốt mình mài nó cũng vẫn bén. Nó là nguyên cái miếng thép bén lắm, cứng. Ở đây nó hoạt động. Đây cái lưỡi nó có đóng mất pizza ban luôn ha. Hoạt động vậy. Rồi, cắt thử cái ống này ha. Ống này thì khoảng 20 chắc 27 quá. Cái ống nước mình cắt á, mình mới xuống cái mép đụng chạm nó đó, đó. Chạm vô ống á mình xiết một cái. Mình cắt ống rồi mình xiết lên cái vậy nè đó. Xiết cái ống rồi mình gạt vậy nè, nó sẽ ăn xuống rất là ngọt. Còn mà mình để mình bấm xuống luôn á, không có kéo nào nó xuống dễ được hết, bấm luôn nó sẽ cấn cái ống, bắt buộc mình xiết ha, kéo nào cũng vậy, xiết một cái rồi. Kéo này là kích thước đây. Kích thước khá là to nha, nó khoảng 33 cm nha, đây. 33 cm.
Nè, bề ngang đó nè, bề ngang nó là 17 cm luôn ha. Rồi, con này mã số 13, 700 ngàn. Rất là nặng đó nhé. Cũng cần cả ký thôi mà. Cầm lên khá là nặng tay. Không có căng không biết. Rồi. À, đang giới thiệu ba con đồng hồ ha. Ba con đồng hồ, con full titanium. Hai con này là solar, là năng lượng mặt trời ha. Nguyên zin, pin zin. Rồi, con này đầu tiên là một con họa sĩ. Con này của họa sĩ Swiss Metairie ha. Mitari của hàng Swissmade, máy thụy sĩ Ronda ha. Máy Ronda thụy sĩ đây, mặt kính nè, mặt kính chung là tương đối đẹp đây. Mặt kính nè, Swissmade hoạt động ok, em đã test thử rồi ha. Rửa tắm nước được ok, nhúng nước ok luôn ha. À, cái con này nó có khuyết cái là nó cọng dây này không phải của nó ha. Dây này nó thay rồi. Dây nó là nó dùng da nó hư rồi ha. Chung là cái này mới bác về muốn đi dây khác thì bác chọn dây rồi thay thôi. Nó dễ lắm. Vô dây da nó đẹp. Này dây tạm thôi. À, phía sau này sọc đáy nó luôn rồi, cái đáy nó không biết sao nó chạy cái lỗ hơn một miếng ha. Đây người nhìn nè, rất mới luôn mà nó bị không biết cấn gì nó chạy một lõm đây nè. Vậy thôi chứ bên trong không gì ha. Swiss mét nè. Rồi nó đã hai pin, con này là chạy pin nhau rồi, chạy pin của máy Ronda. Hãng Ronda là máy hàng đầu của họa sĩ luôn á, phải nói là máy Ronda đỉnh luôn á, đỉnh hơn cả máy họa sĩ có máy gì nữa ta. Mấy cái máy Ronda là máy pin hàng đầu luôn á. Đây cái bên trong máy nó nằm rồi, em có chụp lại nữa ha, nhìn pin hai rồi. Đây Ronda Switch họa sĩ ha, máy Ronda họa sĩ. Đó. Đó là con máy này nè. Rồi cái này thì cái cọng dây này thì đeo phạm thôi. Đây cái dây này đeo, nó đeo vô nó vậy nè, chung đeo cũng được, tay bác nào nhỏ đeo được ha. Cái dây này nè, tay nhỏ, còn mình thay dây vô thì tay bự vậy cũng được. Tay em cũng tương đối, tay này như 17 ha, tay 17 cm nha, vòng nè, đeo cũng vừa nè, thấy không đẹp. Dòng thụy sĩ, dòng quân đội nè ha, của Mitari Swiss. Nó có một ô lịch nè, chỉnh ô lịch ok hết. Ô lịch nè, ô lịch nó có một cái dạng giống như nó có cái kích lớp ha. Nè nhìn nó lòi lên tí. Rồi, đồ size đây. Bạch size 30 nha mọi người. Nè, chưa có núm là size 30 ha, 30 mm. Ở đây nó đi dây nè, mọi người đi dây nè. Dây 16. Đó. Các nào muốn đặt thì đặt dây 16. Mình nói nó bán cho mình dây 16, dây da là về gài vô thôi. Đó. Tự đi mua thì gài vô xong. Dây nó dây 16. À, độ dày nè. Gần 7 ly ha. Mã số 14, 1 triệu mốt. Rồi 15 một con. Ừ,
Một con đồng hồ năng lượng mặt trời của Nhật, hãng Birkin. Đây, mặt kính rất là đẹp. Kính con này rất đẹp luôn. Đây. Cái dòng này là năng lượng mặt trời nè ha, radio control. Đó, mình vẫn chỉnh giờ bình thường ha, nó có giờ chỉnh đây. Năng lượng mặt trời pin zin. À, chạy pin zin. Máy Nhật pin zin. Con này size to to. Đó, hay to. Và nó dày, con này bác tay bự bự mà. Con này size nó 41 hả? 41. Nó vào cái hằng nè, chưa tính nấm. Tính nấm nữa thì khoảng 43. Rồi độ dày nè. Con này máy nó dày 13 mm nha. Rồi con này tai đeo thì khoảng dây nó hiện tại nè. Tai bác nào cũng trung bình 17 ha. Tai 17 mang. Nhỏ hơn thì mình cắt dây thôi nè, nó co cho mình cắt. À, nó cho mình cắt mấy chỗ mà có cái mũi tên này, nó chỉ là mình được cắt. À. Rồi, con năng lượng mặt trời của Nhật đẹp, nguyên zin, pin zin luôn. Đó. Mình cứ đeo bình thường vậy nó chạy thôi. Cái này em test em để trong bóng đèn á, bóng đèn bình thường mình á, nó vẫn chạy hoài luôn nha. Đó. Còn mình đeo là ra trời rồi nó hấp thụ còn mạnh hơn cái bóng đèn. Đó. Bóng đèn nó vẫn hấp thụ ha, em để tủ á, có cái đèn led nó vẫn hấp thụ, nó chạy hoài. Còn mình chùm kính là nó tắt nha, nó không có năng lượng nữa. Đó. Cục pin nó không năng lượng nữa, nó sẽ tắt. Rồi ra trời nó lại chạy à, nó vậy. Rồi con này mã 15 nha, 1 triệu. Rồi con này đẹp luôn, con này đẹp mà nó chất. Con này cái kiểu thiết kế nó cũng đẹp, quá đẹp. Xe máy ngoại hình đó nè, con này full titanium ha, titanium này, titanium titan á, full hết dây đứt đồ, thân vỏ đồ titan hết, khá là nhẹ. Rồi nó hiệu là thằng đây, cái chữ khó đọc bác xem luôn. Đây hiệu nó nè, cũng dòng là solar ha, dòng năng lượng mặt trời nha, năng lượng mặt trời, nước đồ ok, rửa test đồ tắm đồ thoải mái ha. Đây solar, con này nó kim rồi nó mạ vàng đẹp lắm nè, nhìn nó mạ vàng nè. Có một ô lịch, mặt kính có một vết chày ha, nè vết chày nè. Rồi con này nó là full titanium ha, đây không có hít gì hết, nó rất là nhẹ, cả cái đồng hồ nó nhẹ lắm. Con này size nó cũng mỏng rồi, hoạt động hoàn hảo luôn, pin zin. Con này đây, con này đứt máy nó pin zin của Panasonic Japan ha,
máy Japan, máy Japan đó. Máy con này nè, rồi hoạt động hoàn hảo. Cái này em test em để tủ, để tủ có đèn led thôi, nó vẫn chạy bình thường luôn. Mình đeo ra ngoài, đeo đi bình thường mỗi ngày là nó hoạt động tốt. À, đó. Rồi chỉnh giờ đồ ok nè, chỉnh giờ mình chỉnh lại, kéo ra chỉnh thôi. Chỉnh ngày thì mình kéo nhẹ găng cái à. Chỉnh ngày mình quay ngược lên, chỉnh giờ quay xuống, chỉnh ngày quay lên nè, chỉnh lại. Nay ngày 11 á, chỉnh lại luôn. Một rồi. Giờ là 12:52. Ok chưa? Size con này là titanium size 35 ha. Size mặt 35 nè. Núm luôn là 36. Rồi lên tay. Đây là cái tay em 17 ha. À, 17 đeo vừa. Đó, hơi rộng tí. Cũng rộng tí, đó, 17 rộng. Rồi nhỏ hơn thì mình cắt hơn thôi. Full titanium. Chống nước 13, 10 kg chống nước. Rồi mã 16, 1.450.000. Rồi đem giới thiệu hai cái con máy massage mặt body nè, massage bằng sóng siêu âm ha, massage làm đẹp, giảm cân, giảm mỡ. Đây, đầu tiên để em chỉnh cái camera rồi xíu cho nó dễ coi. Đây. Trong này nó có nguyên cái tấm kính bự nha mọi người. À, tấm kính soi mặt á, rất là đẹp luôn. Trong cái mặt này nè. Rồi, cái bộ nó là như vậy. Bộ này khá đẹp luôn. Đây là máy móc là dây. Hộp là hộp nhôm nè, có nhôm. Này, em đi sơ cái hộp cho mình xem. Đây, có chuôi cắm điện ha. Dây nguồn nè. Điện là 100V, 100V. Cái nguồn nè. Nó tên Japan ha. Đấy nè. Đây nó có cái ổ khóa luôn. À, có chìa khóa ha. Đủ hai chìa khóa luôn. Chìa khóa là mình khóa cái này nè mọi người. Khóa lại. Ở bên trong nó sẽ có một dàn nguồn. Rồi đủ bộ nữa nè. Có hai cái tay, tay massage. Đây một tay massage mặt. Tay này nó gọi là massage mặt và body. Rồi cái tay này là massage body ha. Tay này là body. Tay mặt và body, một tay body. Rồi, cái bọc zin nó luôn. Rồi ở đây mình xài mình sẽ đây đây là mặt nè. Mặt thì nó có để nè, rất dễ. Mặt body nè là cái tay này,
chung nó chia rắc ra, mình cắm sai cũng không được nữa nè, không có cắm được, cắm đúng rồi nó mới vô. Ở này là body cắm dưới. Rồi mình vô nguồn. Điện 100V nha mọi người. Đây là test máy luôn nha. Chạy ok nha. Này đầy đủ mà. Trời ok hết đây. Rồi ở đây là mình nút nguồn nè. Cho lên cái dịch tiếng Nhật cho mọi người xem qua luôn. Ví dụ như có không biết nào thì mình lấy cái Google dịch cho nè, mình dịch nó một cái. Đây đây, nãy nhầm nhầm đây. Rồi, đây nè. Đó, bắt đầu lưu hình này lại đi. Đó, nó vậy đó. Đây, mọi người có thể thấy ở trên là nguồn nè. Đây, lựa chọn nè. Lựa chọn là mình xài cái tay mặt cái body ha. Rồi cái này là độ nóng điều chỉnh thôi, nóng lạnh. Rồi nó có vậy thôi. Và trong đây nó có đây, nó có ghi chú là cái mặt á là mình xài được 10 phút nó sẽ tự động tắt. Body là xài 20 phút ha. Em test rồi, nó ok, nó đúng 20 phút nó tắt ha. Nó đếm ngược thời gian là trên đây. Rồi khởi động nguồn lên nè. Cái này nó hơi bị chói sáng. Rồi cỡ đồng nguồn lên. Rồi hiện tại nó chiếu cái đèn là M nè. Nó đang cho mình xài cái mặt. Cái nút M nè, L. Thì đèn M là đang chạy cái M. Rồi M thì mình chỉnh chế độ ở đây. Đó, giờ bắt đầu nó nóng lên. Đây là bắt đầu nó lạnh. Nó sẽ có một đầu lạnh, đầu nóng. Đầu này lạnh, đầu này nóng. Nó lạnh như cục đá luôn rồi. Nè. Mọi người đụng vô là nghe nó lạnh rồi nè. Bắt đầu một xíu nữa nó lạnh như cục đá. Nó ra hơi nước ngoài đây luôn. Rất là sướng. Đó. Nè, cầm vô nghe lạnh rồi nè. Rồi cái này thời gian nó là đếm ngược nè, 10 phút nó tắt nè, nó đang số 10 nè. Nó đếm xuống 9 8 7 6 đó. Nó tắt. Rồi mình xài cái tay này ok ha, cái mình chọn chế độ rồi. Cái tay L này nó xuống đèn L nè, là nó sẽ chạy cái tay này. Rồi mình chọn chế độ và ba chế độ của nó nè, ba cái chế độ này là của L nè. Rồi M mình cũng chọn chế độ dưới đây được. M là mình chọn hết chế độ được, mấy nút này là chế độ ha, chế độ. Rồi L là mình L là ba nút chế độ dưới đây ha. Rồi M đó, là mình chọn hết 5 chế độ này. Đó, nó vậy. Rồi cái tay anh em cái tay body nè. Cái tay body này mình rờ vô. Rờ vô xíu nó nóng lên, nó ấm lên, dạng là nó ấm rồi. Nó ấm và nó tạo ra cái dạng nó massage mọi người bôi thêm gel ha. Cái này gel mình thẩm mỹ á, mình bôi thêm gel mình massage mông bụng được, chung body massage bông mông bụng ha. Nó nóng mình ấm ấm râm râm khoảng 30-40 độ vậy. Này mình sờ vô xíu nữa mình nghe nó nóng. Nóng nó chậm hơn cái lạnh. Cái lạnh này nó nhanh hơn ha. Nó là vậy. Cái đầu này nó cũng ấm nữa.
mình chọn cái chế độ mà nó cái đầu nó ấm nè. Rồi cái chế độ body này là nó tới 20 phút thôi, nó cho mình xài được 20 phút vì nó nóng nó chậm hơn, và mình xài cái body thì nó nhiều hơn nên cho mình xài 20 phút vậy. Rồi nó đếm ngược nè, 19 phút rồi. Rồi nói chung là nó vậy ha, giới thiệu nó vậy ha. Rồi theo nhà sản xuất nó là cái bộ làm đẹp và bằng sóng siêu âm, nó dạng vậy, làm đẹp bằng sóng siêu âm, đẹp body mặt rồi ha. Đẹp body mặt, da mỡ, giảm mỡ. Rồi, tắt nguồn đây. Trọn bộ nó đầy đủ như vậy ha. Để sơ nó này vậy ha. Rồi em đo kích thước. Nó khoảng 29 cm. Bề ngang nó khoảng 18. Chiều cao nó cỡ 23. Khá là nhỏ gọn mà nó chứa trong cái thùng bằng nhôm ha. Thùng nhôm. À. Rất là đẹp, cái thùng cũng đẹp. Con này là mã 17 ha, 2 triệu 800 ngàn. Rồi cái con này thì cũng là cái massage body mặt đó. Mặt body cũng có chìa khóa. Nó cũng giống, có chức năng giống như vậy ha. Và nó đây, năng nó thì cũng y vậy thôi. Con này á, nó không có đẹp bằng con kia ha. Nè, mọi người có thể nhìn thấy nè, nó không đẹp bằng con kia thôi. Con kia nó đẹp hơn. Cái tai rồi nó không đẹp bằng. Cũng có hai cái tai, không có túi ha, không có túi. Tay này là mình cầm vậy nè, mình massage nè, mình lòi cái tay này vô, nó rất là chặt. Chà, nó tạo ra hơi nóng, sóng siêu âm. Và mình bôi gel lên, mình chà cho nó dễ. Rồi dây nguồn đầy đủ luôn, hoạt động ok, test rồi. Nè, ở đây nó cũng có cái kính nè, nguyên cái tấm kính bự lắm, bằng cái nắp luôn á, để soi mặt ha. Rồi điện là 100V luôn nha mọi người, 100V đó. Nguồn này cắm vô. Mở lên. Rồi cái tính năng nó cũng y vậy ha. Đó, mình đã giới thiệu qua rồi. Cũng giống đời đó luôn ha, y đời đó. Cũng hoạt động ok, hoàn hảo lắm nè. 20 phút nè. Nè, 10 phút nè nha. Đúng y chang. Đó, đầu này lạnh nè. Đầu này là nó lạnh. Mình mới cắm vô thì nó hơi lạnh thôi, xíu nữa nó lạnh như cục nước đá vậy đó. Sờ lên da rất là sướng luôn. Như cục nước đá, nó ra hơi nước luôn. Đầy đủ dây ha, không có cái túi thôi là nó không đẹp bằng cái con kia. Trong cái bán nào tùy nhu cầu ha, hai con. Không thì con này nó không bằng thì nó vẫn hoạt động hoàn hảo ha, nhưng mà nó không bằng thì giá nó là 2.200.000, khoảng 18. Kích thước thì nó cũng bằng y chang, thước cũng y chang. Hộp cũng bằng nhôm nè, nhôm nè, có nhôm được rồi.
có chìa khóa luôn. Rồi cuối cùng là một cái hùng, cái hùng nhôm của Nhật này, cái hùng, hùng nhôm hay là cái hùng, cái hùng này hùng không cái gương vậy đó, bác đựng đồ ha. Nó có tấm lót chống sốc. Cái tấm này mình có thể gỡ ra ha, mình gỡ ra để mình cho nó chứa được nhiều, gỡ ra cho nó mỏng cái hành lên nè, mình gỡ ra nó sát vậy nè, sát nè. Tấm này là nó đang gắn để nó chống sốc. À, cái nắp nó nè, cái nắp nó cũng là một cái lớp chống sốc, cách nhiệt, cách âm. Thùng cũng khá là to, đựng đồ xuống đây, mặt trước nè, mặt đáy nè, đấy là nó có bốn chân, nó bằng thép bọc lại ha, bọc thép, bọc thép nè, mặt sau lưng nè, bên hông. Trên rồi đo kích thước, kích thước con này là cỡ 36 bề ngang 27, chiều cao là 25. Rồi mã nó là 19 950 ngàn, 19 950, rất là chắc chắn, nhôm. Rồi hết rồi, em kết thúc video. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.